Găng với ớt nha Xíu. Dạ, nãy mới mua lắm hả nữa. Ừ, bữa rồi nhà được ký, nãy mẹ mua thêm nữa ký nữa nè, ký rưỡi. Ừ, ngon quá ha. Ừ, răng cho Út 13 nha. Ừ, tôm thẻ. À, Út 13 đi về tối không có làm đồ ăn được thì răng mẹ gì của Út nấu mì. Mẹ răng dùm cho dì Út 13. À, ừ. Cho luôn, bỏ mua mấy ớt. Rồi, ai thích ấy thì bỏ một xíu hạt nêm nữa là được rồi. Hạt nêm hay bột ngọt thì mình bỏ tí xíu thôi nha. Rồi, rồi bỏ mấy ớt vô nè. Vô đây bỏ nửa muỗng mấy ớt. Rồi, nếu hạt nêm mình không có mấy ớt sẵn thì mình đâm nha. Muối với ớt tươi á, mình đâm rang. Rồi, rang cho nó chín. Mình để ớt ít ít thôi để nó cay. Ừ. Cay nó mặn nữa. Ớt nè, ớt dính nha. Rồi. Rồi cái hành rang cho em chín mình trút ra để phơi không ơi, để vậy mẹ, mẹ phơi cho nó ráo khô khô bớt chút xíu chừng tiếng hồ à. Dạ. Rồi bỏ vô ngăn đá. Dạ. Rồi để nó cho Út Ba, Út Ba lấy Út quậy nước mắm me cái. Dạ. Ăn cơm hay là nấu mì vậy. Dạ. Út gỡ mấy con ở vô bỏ vô anh. Dạ. Biết sao mẹ ham tôm này không? Tươi. Ở gần nhà mình á, con tôm này là con tôm bỏ đói. Dạ. Nè con thấy nó sạch bóng nè. Dạ. Cái lưng của nó không cái có lưng sạch bóng à. Không có ruột dơ. Với lại bự bự không à, mà cũng rẻ nữa. Dạ. Rồi ở chợ thì có mà người ta đang cho nó ăn, người ta bắt á. Dạ. Cái lưng của nó cái đường cái ruột của nó còn dơ. Chỗ này có ruột sạch bóng à. Ruột sạch bóng nè. Ừ. Trong khen mà. Dạ. Là mình ham con tôm mà người ta bỏ đói á. Dạ. Đâu có cho ăn á. Con tôm sạch. Này bự rẻ hả? Con này không có bự, con này tới 70 dạ. Con ký lận. Dạ, nhưng mà con nó rẻ á, nó cũng rẻ. Bự bự chứ nó không có nhỏ quá. Mà mẹ ham tôm sạch vậy đó. Còn tôm kia mình lột á thì mình lấy cái chỉ nó ra thì được, còn mình rang thì nó dính vào luôn hả? Mình rỡ quá mẹ dặn con ký. Mẹ phải dặn chị. Dặn ký đừng rang gì nè để dành ăn. Chị nói tính để dành đám giỗ mà sợ nước ngập nó đi. Chị đặt nãy lấy quá ha. Nãy lấy được nửa ký. Nửa rồi anh ký là anh chị rưỡi đây. Chắc mẹ ăn sắp nè mẹ. Xuân Hà với Xuân Hồng ăn hết đâu. Ba cái rau củ còn nè. Rồi trứng cút còn nè. Có con cua. Con cua của cô tẻ cho anh. Tẻ cho. Từ sáng nấu súp cho Xuân Hùng, Xuân Hà. Nấu xong rồi. Răng nó ra nước mà răng cặn lại luôn ha. Nó ra nước thơm nè. Tại nó ra nước nè. Dạ. Mình rửa để ráo mình rang nó. Lát mình rang mình đổ thay đổ luôn hay là cạn luôn? Cạn luôn. Rang cho cạn luôn. Cạn luôn. Mình không nó lâu cạn mình đổ cái nước nó đi. Cạn, cho nó cạn luôn. Cho nó thấm vô tôm hả mẹ? Ừ, cho nó cạn luôn. Tôm này là tôm thẻ. Chứ nếu là tôm đất á, mà nó bự gì là nó khoảng 200.000 ký lận á. Tôm đất nó đâu có bự như vậy? Có khi nó bự như vậy nè. Cả con tôm này nè, là con tôm bự nhất của nó là ba lớn vậy nè. Mà ít thấy lắm. Ít có. À, ít có vậy lắm. Hổng mình có mua đó. Con thấy con cỡ vậy nè, cỡ nhỏ nhỏ vậy thôi à. Không, cả tôm đá cả vậy là hết mức cho nó, hết lớn nữa. Nhưng mà ít thấy lắm, ở chợ không có luôn á. Hết maximum của nó nè. Đấy con không thấy, con mới nói không có đó. Hồi xưa á, là tôm là tôm đặc đơm, đặc nồng hòa nó mới có á. Dạ. Nó già cái râu của nó cái cắn nó cái màu lòng. Nó không đẹp với lại cái thịt ăn nó cũng không nó có bằng tôm đất ha. Nó mềm hơn. Cái thịt nó mềm hơn. Thịt nó dai dai mặn ngọt. Vậy nếu mà gặp tôm rẻ tôm ngon vậy mình rang với ớt nha. Dạ. Để dành ăn. Mình ăn nó sạch. Ăn cơm rồi nấu mì cũng gọn nữa. Nước mắm mè chấm. Dạ. Ngon. Cái tôm ngoài chợ thì rất là nhiều. Mà cái bụng cái tôm nó, sạch nó không sạch. Cái tôm sạch đó nó hiếm có. Không có. Ở gần mình thấy tôm này người ta không có cho nó ăn nữa. Tại vì nó ít đó. Dạ. Tại chúng ta không có cho nó ăn, ta bỏ đói. Còn tôm còn nhiều thì người ta phải nuôi cho nó lớn chứ. Dạ. Còn này còn ít rải xong sợ lỗ á. Tại vì nó ít nào đâu biết nó nhiều rồi nó ăn hết hết thương. Dạ. Nó ngon là vậy đó. Rồi để lát cho nó cạn đi ha. Ừ.